Dùng iPhone đã lâu, anh em đã biết đến trò nghịch siêu vui này chưa? Biết rồi. Vào ghi chú chọn vẽ hình, ta vẽ một hình tròn đi. Hơi mèo đúng không? Giữ tí. Tròn đẹp ngay. Chưa hết, ta thử thêm một hình tam giác. Nó lại không... Lại. Chưa hết, ta vẽ thêm một hình tam giác. Hơi mèo nhưng mà... Chưa hết, ta vẽ thêm một hình vuông hơi méo nhưng mà... Wow! Hay không? Hay quá! Ta lại để làm gì? Dùng để tán gái chứ để làm gì nữa? Tình yêu của đôi ta như cái hình tròn này vậy. Ban đầu thì méo mó nhưng mà... Về sau nó lại tròn viên mãn như anh và em vậy. Vỗ tay! Đừng quên tham khảo giá iPhone mới nhất tại chuỗi hệ thống của Cellnet, đường link mình để ở phần comment nha.